Nếu mà build được lên cái người trí tuệ thì phải đọc về định nghĩa nội hàm. Nhưng để nhận diện được người trí tuệ thì phải đọc cái gì ạ? Đọc cái định nghĩa từ bên ngoài. Đấy. Vậy thì người trí tuệ là người ung dung tự tại, không bao giờ thấy họ cáu gắt, không bao giờ thấy họ sân hận, không bao giờ thấy họ gì đau khổ, lo lắng, ngạo mạn, sợ hãi. Thì đấy họ định nghĩa bên ngoài. Vậy thì mình gặp một người như vậy thì mình nhận diện ra ở chú này hình như có trí tuệ. Vâng, bị Duy Vương có hỏi em xem thầy dạy về ngũ ấm sĩ thạnh khổ mà em check trên mạng lại mang ý nghĩa khác ạ. Chúc thầy mạnh khỏe. Thực ra thì khi mà trên mạng thì bao giờ người ta viết, người ta có hai cách viết. Ngũ ấm ở đây trên mạng thì về mặt trên mạng thì người ta nghĩ là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Người ta nói về ngũ uẩn. Ngũ uẩn là cái biểu hiện của cái bên trong. Nhưng thầy nói về ngũ ấm sĩ thạnh khổ theo cách nói của thầy thì nó khác ở trên mạng. Để cho mọi người dễ hiểu hơn, dễ dùng hơn thì nói cái bề ngoài, cái bề nổi. Đấy, còn mọi người nói cái bề trong. Ví dụ thế này, mọi người nói thế nào gọi là trí tuệ. Thì nếu định nghĩa theo cách bên ngoài ấy, thì người ta bảo người trí tuệ là người ung dung tự tại. Vậy thì nếu mà nó cũng một người khác họ định nghĩa trí tuệ là gì? Trí tuệ là người biết, trí tuệ là người hiểu các quy luật của cuộc sống và vận hành theo quy luật của cuộc sống. Ok, vậy hai cách đều đúng mà. Vậy thì có phải là cái anh mà hiểu quy luật cuộc sống và vận hành theo quy luật cuộc sống thì có nghĩa là anh ta vận hành cuộc sống đúng quy luật thì anh ta cũng ung dung tự tại, tức là người ta đang nói về cái bên trong. Nhưng người ta cũng có thể viết định nghĩa là gì ạ? Người trí tuệ là người ung dung tự tại, tức là người ta nói về nhận diện bên ngoài. Vậy thì rõ ràng một đang nói về nội hàm, một đang nói về nhận diện thì đều đúng cả. Chỉ có điều người đọc không hình dung ra đấy là người ta đang mô tả về nội hàm. Vậy thì nếu mà build được lên cái người trí tuệ thì phải đọc về định nghĩa nội hàm. Nhưng để nhận diện được người trí tuệ thì phải đọc cái gì ạ? Đọc cái định nghĩa từ bên ngoài. Đấy. Vậy thì người trí tuệ là người ung dung tự tại, không bao giờ thấy họ cáu gắt, không bao giờ thấy họ sân hận, không bao giờ thấy họ gì đau khổ, lo lắng, ngạo mạn, sợ hãi. Thì đấy họ định nghĩa bên ngoài. Vậy thì mình gặp một người như vậy thì mình nhận diện ra ở chú này hình như có trí tuệ. Nhưng hỏi là làm nào để mình có trí tuệ thì lại phải đọc cái định nghĩa bên trong. Là người có trí tuệ là người gì? Hiểu các quy luật của vạn vật trong đời sống, thiên nhân địa đấy. Và từ đó biết cách gì vận hành thuận theo tự nhiên thì đó được gọi là người có trí tuệ. Ok, rồi xin cảm ơn. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.